Kính thưa quý đồng hương, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, đang tranh cử về chức vụ thị trưởng Garden Grove. Vấn đề chi phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ rất là nghiêm trọng và cộng đồng có thể mất cơ hội có tiếng nói trong chức vụ quan trọng này trong khu vực Little Saigon. Kính mong quý đồng hương hãy chọn người có nhiều thành tích nhất, lâu năm nhất và xứng đáng nhất để đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng. Hãy chọn Lân Nguyễn Phô Mê. Thông báo này được bảo trợ bởi Lân Nguyễn Phô Mê 2024.